với tình hình kinh tế hiện nay, nhiều chuyên gia đang dự đoán Hoa Kỳ sẽ gặp khủng hoảng kinh tế. Để nói về vấn đề này, Tổ chức Dịch vụ Truyền thông Thiểu số EMS đã mời một số chuyên gia kinh tế dự hội thảo và đưa ra nhiều nhận định. Các chuyên gia thảo luận tình trạng lạm phát hiện nay có thể dẫn đến về khủng hoảng kinh tế, những cách chuẩn bị đối phó với khủng hoảng, các chương trình kết nối an toàn hiệu quả ra sao. Và tại sao tình trạng lạm phát có thể dẫn đến khủng hoảng kinh tế lại xảy ra khi các tập đoàn lớn báo cáo kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Và câu hỏi đặt ra là đằng sau khuất tất này có ảnh hưởng gì đến đời sống của từng người dân hay không? Thực sự nếu chúng ta cảm nhận rõ về chi tiêu trong đời sống của các bà nội trợ khi họ phải chi ra một khoản tiền càng ngày càng tăng lên thì con số lạm phát đó đã nói lên tất cả. Nguyên do ở đâu thì mọi người có thể nhận định suốt trong thời gian đại dịch chính phủ Hoa Kỳ đã làm gì để vực dậy nền kinh tế khi họ liên tục in tiền và đưa ra thị trường. Diễn giả đầu tiên tiến sĩ Reagan, trưởng ban kinh tế của tổ chức, nói về tình hình lạm phát hiện nay. Tiến sĩ cho biết bài sẽ nói về ba trọng điểm gồm có các tập đoàn lớn đang lợi dụng lạm phát để tìm cách tăng giá, những vấn đề trong chuỗi cung ứng và những cách để đối phó với lạm phát. Tuy nhiên không một nhà đầu tư nào mà khờ khạo khi họ muốn khách hàng của mình bỏ đi khi họ tự nhiên tăng giá. Bởi lẽ giá cả tăng là buộc họ phải tăng lý do là về nhiên liệu cũng như là nguyên liệu đã tăng giá phi mã. Chúng ta đã biết rằng thức ăn chăn nuôi liên tục tăng giá lần thứ 6 kể trong năm và nhiều thống kê cho thấy về nguồn năng lượng khí đốt cũng đã tăng giá và phân bón tất cả mọi mặt cũng tăng giá khiến cho các ngành kinh tế chủ đạo cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Bây giờ các nhà hữu trách lại đổ lỗi cho tất cả mọi sự là do Covid nói rằng trong vận chuyển và cung cấp các sản phẩm gặp nhiều khó khăn. Nhiều tập đoàn dùng lý do đó để tăng giá các mặt hàng bắt người tiêu dùng phải trả nhiều tiền hơn bình thường. Đó là cách lý giải của những người lực bất tổng tâm. Một tổ chức xem qua nhiều hồ sơ tài chính của các tập đoàn và hiểu được tại sao mức lợi nhuận của nhiều tập đoàn đang cao kỷ lục. Lý do là những người đứng đầu các tập đoàn đó kêu gọi tăng giá, mang đến nhiều lợi nhuận hơn trong khi vừa công nhận lạm phát đang gây khó khăn cho người tiêu dùng vừa lợi dụng họ để mà kiếm lợi. Sự khủng hoảng về năng lượng, khủng hoảng về lương thực, khủng hoảng về chính trị đã khiến cho nền kinh tế không riêng gì ở tại Hoa Kỳ mà trên toàn thế giới đang lâm vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng một tiếng chuông cảnh tỉnh cho từng người mỹ gốc việt chúng ta nói riêng và cho tất cả người dân hoa kỳ nói chung đó là làm việc tối đa trong thời gian này và tiết kiệm hết mức chi tiêu tối thiểu để giữ vững được nền kinh tế gia đình và vượt qua được giai đoạn khó khăn không biết là thời gian bao lâu sắp tới đây nó mới có thể kết thúc được theo the south hope theo thu thập từ phí chuyển nhượng đất đai của các chính quyền địa phương ở trung quốc đã giảm đáng kể dẫn đến khó khăn về tài chính một số chính quyền địa phương đã phá sản nhiều chuyên gia kinh tế nhận định rằng nền kinh tế của việt nam cũng phụ thuộc vào kinh tế của trung quốc khá lớn và đây là câu hỏi là liệu nền kinh tế của việt nam đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản sắp tới đây sẽ ra sao Đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nỗ lực hết sức để đặt ra các khoản thuế mới, bao gồm cả thuế bất động sản, một số nhà kinh tế dự đoán rằng thuế bất động sản có thể sẽ được ban hành trong năm 2022. Một số nhà phân tích chỉ ra rằng sự phá sản tài chính của chính quyền địa phương đang gây ra hiệu ứng domino và đây là cơn ác mộng thực sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuộc khủng hoảng phá sản của tập đoàn Evergrande đã phơi bày những vấn đề tài chính của chính quyền địa phương Trung Quốc. Hà Cương một thành phố dựa vào tài nguyên ở Đông Bắc Trung Quốc đã bị phá sản và tuyên bố cải tổ tài chính. Ngay cả những khu vực kinh tế phát triển như Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, Quảng Đông và Phúc Kiến cũng đã cắt giảm lượng của nhân viên do khó khăn về vấn đề tài chính. Theo số liệu chính thức của Trung Quốc thì khoản nợ rõ ràng của các chính quyền địa phương đã lên tới 27,5 nghìn tỷ nhân dân tệ. Tổng cộng khoản nợ tiềm ẩn là 45 nghìn tỷ nhân dân tệ của đầu tư đô thị địa phương từ quy mô nợ này khoảng là 70.000 tỷ nhân dân tệ. Chỉ riêng chi phí lãi vay ngân hàng hàng năm đã cao tới 3.000 tỷ nhân dân tệ, chiếm gần 30% tổng thu ngân sách của các chính quyền địa phương vào năm 2020. Vào ngày 2 tháng 10 năm 2021, công ty môi giới Goldman Sachs ở Fogor chỉ ra rằng tổng số nợ tiềm ẩn của chính quyền địa phương Trung Quốc đã tăng lên và tương đương với hơn một nửa quy mô nền kinh tế quốc gia. Theo một tính toán sơ bộ của Lâu Kế Vĩ, cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính của Trung Quốc, hơn 50% doanh thu tài chính của 1 tư nguồn tài chính cấp tỉnh sẽ được sử dụng để trả nợ gốc và tiền lãi. Vào tháng 3 năm 2021, hai phiên họp của Đảng Cộng sản Quốc còn được gọi là lưỡng hội đã nhìn nhận các khoản nợ tiềm ẩn của địa phương là vấn đề an ninh quốc gia. Vào tháng 3 năm nay, Đảng sản Trung Quốc sẽ tiếp tục tổ chức lưỡng hội. Sách xanh kinh tế năm 2022 được phát hành bởi Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho rằng áp lực lên doanh thu tài chính năm 2022 vẫn sẽ là rất lớn bên cạnh những rủi ro nợ tiềm ẩn được quan tâm, còn nhiều rủi ro khác cũng đang đáng lo ngại. Ví dụ như là thu nhập từ các trái phiếu không đủ để trang trải chi phí tài chính, tăng cường kinh tế chậm lại và thay đổi trên thị trường bất động sản có thể gây ra thêm nợ nần lớn hơn. Sách xanh viết rằng thị trường bất động sản có khả năng tiếp tục chịu áp lực vào năm 2022 và tăng trưởng doanh thu từ việc chuyển nhượng đất sẽ đối mặt với những thách thức khá lớn, do nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng quản lý kinh tế của chính quyền địa phương. Nhiều đồng hương các vị chúng ta nhận định rằng đây là tiếng chuông cảnh tỉnh cho các kinh tế gia loại vừa và thiếu kinh nghiệm sẽ có phải có nhiều thách thức lớn trong năm 2022. Mức lạm phát của Mỹ đang tăng mạnh lên tới hơn 7% so với năm trước, mức cao nhất kể từ năm 1982 cho đến nay, tình trạng lạm phát khiến cho các chi tiêu trong nhà trong nhiều gia đình chật vật hơn, giảm hiệu năng của việc tăng lương và tạo thêm nhiều áp lực cho cuộc sống của nhiều gia đình gốc Việt chúng ta nói riêng và cả Hoa Kỳ nói chung. Giá xăng, giá xe, thực phẩm và đồ đạc dùng trong nhà đều tăng mạnh khi nền kinh tế Mỹ nhanh chóng đang lay hoay phục hồi với số tiền mặt được chính phủ bơm vào trong thị trường trong dân để mà sử dụng trong thời gian đại dịch bây giờ đã có thống đòn và nhiều người cảm thấy chán ván với số tiền tài trợ trước đây và với chỉ số lạm phát trình nhau quá lớn bởi vì người ta cho một mà hôm nay chính phủ lại lấy lại 2 ba và thậm chí cả năm. Mức lạm phát tăng, mức thuế tăng thì đương nhiên tất cả công lao lao động của chúng ta thay vì trước đây tiết kiệm được 50 đồng là 100 đồng thì bây giờ chúng ta không thể nào tiết kiệm được số 50 đó nữa mà chúng ta dường như là làm bao nhiêu xài hết bấy nhiêu. Theo như bản báo cáo của Bộ Lao động nói rằng nếu không kể tới giá thực phẩm và giá xăng, vốn có các dao động bất thường, các giá cả căn bản khác tăng trăm trong thời gian từ tháng 11 cho đến tháng 12. Nếu tính cả năm thì giá cả căn bản tăng 5,5% trong tháng 12 so với cùng thời gian năm trước và mức tăng cao nhất cả từ năm 1991 cho đến nay. Giá cả leo thang đã xem như chỉ tiêu món tiền các gia đình Mỹ có thêm được nhờ tăng lương và bây giờ số tiền tiết kiệm của họ đang dần cạn kiệt bởi họ phải liên tục lấy ra để mà tiêu xài cho cuộc sống gia đình sinh hoạt của họ. Và hẳn nhiên trong một năm nay, và năm sau nữa thì hẳn nhiên số tiền đó sẽ dần tiêu sạch hết và họ săn lông vào cảnh túng quẫn đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Sự khó khăn chật vật hơn và đặc biệt đó là đến nhanh hơn đối với những gia đình có lợi tức thấp. Kết quả những cuộc thăm dò cho thấy lạm phát này đang trở thành mối lo hàng đầu của người dân Mỹ và đồng thời là mối đe dọa chính trị cho chính Tổng thống đương nhiệm Tổng thống Joe Biden. Như chúng ta đã biết mùa hè năm ngoái người tiêu dùng ở Mỹ đã phát rầu khi hay tin giá trung bình của xe hơi vượt mức là 40.000 đô la Mỹ. Nhưng năm nay vào đầu năm 2022 có lẽ họ được mong được nhìn thấy con số đó vì giá trung bình của xe hơi năm nay ở Mỹ trong tháng 12 vừa qua đã lên đến gần 48.000 tức là 47.077 đô la Mỹ. Đây là thông tin theo dữ liệu mới nhất của công ty nghiên cứu và đánh giá xa hơi Kelly Blue Book, viết tắt là KBB, cho hay vào 12 tháng riêng vừa qua như vậy. Công ty nằm ở Irvine, California, còn cho thấy giá xa hơi mới tăng nhanh không ngờ trong 3 năm qua và đặc biệt trong năm 2022. Giá trung bình của xe mới chỉ tăng chưa đến 1.800 đô vào năm 2019, rồi lên đến 3.300 vào năm 2020, lên đến 6.220 vào năm 2021. Tình hình hiện nay là chưa bao giờ xảy ra cho kỹ nghệ xe hơi tân tiến. Chúng ta chưa bao giờ gặp tình trạng cầu vượt xa cung về xe hơi mới. Theo như bà Stephanie, chuyên gia phân tích của công ty IHS, nói với Car and Driver, tình trạng này khiến cho giá cả luôn biến động và kết quả là giá trung bình của xe hơi mới tăng theo kbb hai yếu tố khiến cho giá xe hơi mới tăng đó là cung giảm và cầu tăng một phần do đại dịch và thiếu chip điện tử nhưng cửa hàng và hãng xe cũng lợi dụng tình trạng này để đẩy giá lên và đặc biệt nhiều người đã hạn chế sản xuất những linh kiện để cung ứng cho thị trường xe ô tô nhiều hãng xe ô tô cho thấy là họ cắt giảm lượng sản xuất bởi vì họ nhìn thấy rằng xã hội thực tế ở trong 2 năm vừa qua có những biến động bất ngờ. Nhiều người tự nhiên đổ bệnh và chung quanh họ nhiều người lăn ra chết và họ e rằng trong tương lai gần sẽ không còn nhiều người sử dụng xe ô tô nữa cho nên cung sẽ giảm và hẳn nhiên họ đang cắt giảm dần cái lượng sản xuất xe để cung ứng cho thị trường. kính thưa quý vị một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng